Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới trên Ivy Shop. Và ngày hôm nay chúng ta đang có ở đây một cái sao card với cái tên là Sound Blaster AE7. Và sao card này sẽ đến từ một cái hãng mà rất nổi tiếng rồi, đó chính là Creative. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ mở hộp nhanh cái chiếc sao card này nhé. Rồi, đầu tiên thì các bạn có thể thấy đây là chiếc hộp của chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy được chúng ta sẽ có hai thiết bị, đó chính là một cái cần gạt như thế này và một cái thiết bị là chiếc sao gạt Sound Blaster của chúng ta. Và đây chúng ta sẽ có tên của cái sản phẩm này cũng như là logo của Creative. Ở dưới này thì các bạn sẽ có thêm một vài những cái thông tin nữa. Đây, đầu tiên khi mà các bạn mở hộp ra, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có ở đây hai thiết bị. Đó, giống như hồi nãy chúng ta thấy ở trong cái ở ngoài cái hình. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy đây chính là chiếc sao card của chúng ta. Mình sẽ để nó ở một bên nhé. Và đây chính là cái thiết bị cần gạt mà lúc nãy mình đã nói. Thì một lát nữa mình sẽ nói rõ hơn một tí về cái công dụng của cái cần gạt này. Và các bạn có thể thấy là nó có cái sợi dây kết nối khá là dài phải không? Rồi. Phía bên dưới thì các bạn còn sẽ có thêm sách hướng dẫn sử dụng và hai gói để ăn mì tôm như thế này. Đây là hai cái này không ăn được đâu nhé. Rồi, và đó là tất cả những gì ở trong hộp của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với hai cái thiết bị của mình. Đầu tiên thì hãy đến với chiếc sao card của chúng ta đi. Ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một chiếc sao card nhìn khá là đẹp mắt. Thật ra thì cái phần thiết kế phía bên ngoài nó cũng không quá quan trọng ở trong những cái thiết bị như là cái chiếc sao card như thế này. Bởi vì khi mà các bạn gắn nó vào trong cái chiếc máy tính của chúng ta rồi thì mọi thứ nó còn cũng không còn quá quan trọng nữa phải không? Tuy nhiên thì với những ai mà chúng ta có một cái bộ máy PC nhìn xịn sò với đèn LED RGB này nọ rất là nhiều, nhìn các thiết bị cực kỳ sang chảnh luôn, thì tất nhiên các bạn sẽ muốn cho mình một cái sao card nó cũng phải đẹp để mà có thể là sánh vai với lại cái những cái thiết bị linh kiện khác của chúng ta ở trong chiếc PC. Và ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái phần lớp bảo vệ, một cái mặt bảo vệ được làm bằng kim loại rất là chắc. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là tên của cái thiết bị này, đó chính là Sound Blaster. Và ngoài ra nếu mà các bạn có để ý thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần mặt kính. Thì ở đây nè, cái mặt này sẽ làm nơi mà chúng ta sẽ có hai cái dải đèn LED RGB chạy ở đây. Đó, các bạn có thể thấy nhìn sẽ rất là đẹp mắt khi mà chúng ta gắn vào. Rồi, ở phía bên này thì các bạn sẽ thấy chúng ta có rất nhiều những cổng cắm kết nối phải không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái cổng có các bạn có thể gắn vào để chúng ta kết nối với vừa là headphone vừa là jack cắm mic nữa. Đây sẽ là nó sẽ hỗ trợ cả hai. Ở phía dưới chúng ta sẽ gắn những cái headphone thông thường của chúng ta vào, và ở dưới này sẽ là ba cổng để chúng ta có thể kết nối với những cái bộ loa của chúng ta, như là những cái bộ loa sub này chẳng hạn, hay những cái bộ loa khác đến từ Creative cũng được. Và có một điểm đó chính là một lát nữa thì mình sẽ giới thiệu luôn cái phần nút vặn hồi nãy mình có giới thiệu cho các bạn, và mình sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta kết nối gắn những cái dây vào và như thế nào để mà cái thiết bị này có thể sử dụng được. Rồi, tiếp theo thì hãy đến với là nhân vật chính của chúng ta, có thể nói là nhân vật chính thứ hai của chúng ta ngày hôm nay. Đây được đâu nó giống như là một cái đất để mà các bạn có thể cắm vào, các bạn chỉnh âm thanh từ cái Sound Blaster này. Và nó cũng rất là quan trọng trong những cái thiết bị này. Và như lúc nãy thì mình nói là một lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn cắm đúng không. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai jack cắm, thì các bạn sẽ cắm vào cái đầu tiên và cái thứ hai. Đó, như thế này là chúng ta đã có thể kết nối được rất là dễ dàng phải không. Tiếp đến thì chúng ta hãy đến với cái phần thiết bị này. Ở phía trên cùng các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái nút vặn hình tròn. Đây sẽ là nút vặn để tăng giảm âm lượng. Các bạn có thể thấy rằng cái tăng nút đập nhẫn âm lượng này khá là lớn để chúng ta có thể dễ dàng thao tác được. Ngoài ra thì ở hai phía hai bên thì các bạn sẽ có đây, sẽ có bạn thêm. Ở hai phía hai bên thì các bạn sẽ có hai phần mic, tức nghĩa là các bạn không cần phải sử dụng một cái mic pro ở ngoài mà các bạn có thể nói trực tiếp vào, thì cái hai cái cổng mic này nó sẽ thu âm luôn cho các bạn. Rồi, ở phía dưới này các bạn sẽ có bốn cái cổng kết nối, trong đó thì sẽ có hai cổng kết nối sẽ là cổng kết nối với micro và hai cổng kết nối sẽ là cổng kết nối với tai nghe. Các bạn sử dụng bên nào cũng được. Như vậy thì các bạn có thể là sử dụng cùng một lúc hai tai nghe và hai micro để các bạn có thể sử dụng chung với một ai đó, ví dụ như bạn gái ấy, hay là bồ các bạn chẳng hạn. Ok, và đó là những gì mà mình muốn gửi đến các bạn trong video mở hộp chiếc Sound Blaster
đến từ Creative này. Thì các bạn thấy những cái thiết bị này như thế nào? Đây sẽ là những cái thiết bị mà giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm âm thanh tốt hơn ở trên chiếc PC của các bạn. Và ngoài ra thì cái ngoại hình của nó cũng rất là đẹp nữa phải không? Và rất là xin lỗi khi mà mình không thể gắn nó vào một cái thiết bị PC nào đó để mà cho các bạn thấy được nó gắn vào như thế nào. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn muốn mua chiếc Sound Blaster này hay các bạn muốn mua những cái sản phẩm khác của Creative hay những cái linh kiện máy tính cũng như là laptop thì các bạn có thể đến với AB Shop, địa chỉ là 370 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc các bạn có thể truy cập vào website abshop.vn hoặc fanpage của AB Shop để biết thêm chi tiết. Mình sẽ để đường link ở phía bên dưới video để các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.